Theo thông tin từ Bộ Y tế, Hội đồng Tư chấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đã hợp và nhất trí với đề xuất của Bộ Y tế về phê duyệt cho hai vaccine phòng COVID-19, bao gồm vaccine của công ty Moderna Hoa Kỳ và vaccine của công ty CSC Generium của Nga để sử dụng cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam trước đó đã có 117.000 liều vaccine AstraZeneca nhập khẩu về đến Việt Nam. Bộ Y tế cho biết đến cuối tháng 3, Việt Nam sẽ có khoảng 1,2 triệu liều được nhập về. Đơn vị này cũng đề nghị chính phủ cho phép tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ các cơ quan đối tác để triển khai việc mua vaccine và tiếp nhận vaccine từ một số tập đoàn đa quốc gia có ý định mua vaccine về Việt Nam.